Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và MC Trấn Thành lên sóng VTV và Bảo Hàn sau kê vươn tầm quốc tế. Vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 10, chương trình Việt Nam hôm nay phát sóng trên kênh VTV1 tiếp tục gọi tên ba nghệ sĩ bao gồm Thủy Tiên, Trấn Thành và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dư luật ồn ào từ thiện. Đây cũng chính là vấn đề gây xôn xao dư luận suốt những thời gian vừa qua. Theo đó, chương trình nêu rõ hiện Bộ Công an đã vào cuộc yêu cầu các cơ quan thanh tra làm rõ quy trình làm từ thiện của các nghệ sĩ. Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp, ra soát, xác định tài khoản của các nghệ sĩ gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và danh hài Trấn Thành đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận và giải ngân. Theo đó, thì Bộ Công an đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc kêu gọi quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung mùa mưa lũ năm 2020 nhưng thiếu tính minh bạch trong quá trình giải ngân. Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như là bản sao hồ sơ mở tài khoản, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ, số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản kêu gọi từ thiện. Bên cạnh VTV thì sự việc sao kê minh bạch từ thiện tại Việt Nam cũng đã vươn tầm châu lục khi cùng ngày 15 tháng 10, Tờ ASEAN Daily News, tờ báo Hàn truyền cập nhật tin tức nội cộm của khu vực Đông Nam Á đã thông tin về vụ lùm xùm từ thiện của loạt nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây. Tờ báo Hàn gây chú ý với tiêu đề Bộ Công an truy tìm tài khoản tham ô tiền quyên góp của các nhân vật nổi tiếng. Nội dung bài báo thông tin rằng Bộ Công an Việt Nam mời làm việc một số nghệ sĩ nổi tiếng để làm rõ tính minh bạch những khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng từ việc kêu gọi hỗ trợ cho bà con miền Trung. Từ ASEAN Daily News ghi rõ Bộ Công an đã triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên để điều tra. Bộ Công an cũng sẽ có kế hoạch sớm triệu tập NC Trấn Thành. Qua đó chúng ta có thể thấy việc nghệ sĩ kêu gọi làm từ thiện đang là vấn đề nóng hổi không chỉ ở Việt Nam mà nếu sự việc này có diễn ra ở các nước khác chắc chắn cũng sẽ nổ ra những cuộc thanh trừng và làm rõ vấn đề về từ thiện minh bạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những hoạt động đáng chú ý về việc sao kê của các nghệ sĩ. Quý vị và các bạn hãy like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất.